Em Rex, một con giống được giống của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Thì em này lúc mà 6 tháng là được gọi là thánh đạo dừa, thì bây giờ là em là được 1 tuổi hơn rồi. Đã lâu rồi chưa cho thử lại nào dừa. Giờ mình thử lại cái kỹ năng của em. Thấy lại tôi mấy tháng trời không có nạo dừa, nhưng mà khi mà tiếp cận lại á thì cũng rất là chuyên nghiệp, ăn rất là tự tốn. Bây giờ bạn thấy dừa là còn nguyên nha. Đây, miếng còn nguyên, đây có miếng này cũng vậy. Đây, nãy nó nạo rồi đó, nó nạo rồi. Bây giờ để coi miếng kia nó nạo miếng mới nó nạo đi. Rồi lát mình thấy là miếng cũ, là mất bao lâu thì nó nạo xong một cái phần dừa đó. Nước điều nghệ không cắn nào phải chân vịn lại. Rồi, được 1 phút rồi. Ăn nước điều nghệ có được 1 mảng lớn rồi. Ăn đi con. Được 3 phút rồi. Một phần 3 trái nha.
Rồi, ăn được nửa trái rồi. Rồi lát mình sẽ quay lại về cái clip này nha. Đó. Đó, nó nạo rất rất khéo. Rồi úp úp xuống rồi xử lý sao đây? Đây, còn nó xử lý khi mà vừa bị úp lại. Thấy ghét chưa? Hồn lắm. Cái giống Phú Quốc này nó vậy á, bản năng săn bắt nó cao. Hai giờ lúc nữa nói gì, ăn trái cây được không thì mình chứng minh cho bạn thôi. Nạo dừa còn được nữa. Nói gì ăn trái cây. Nó nạo rồi, rồi phân nửa trái rồi. Ôi rồi hết rồi nó ăn hết rồi. Đây đó, mọi người nhìn kỹ nè, cái miếng dừa đó nó nạo sát luôn đây, nó hết rồi. Đây, nạo sạch thấy không? À, rồi, sạch bông. Rex. Anh coi cái Rex. Đây là, nó nạo đó. Ôi, hết rồi. Mấy con này chắc này hàng độc đây. Đây. Rex mẹ ăn quá không nghe. Rồi, hết rồi nha mấy bạn. Đây, em này là con giống của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Các bạn cần chó Phú Quốc thì liên hệ bên mình, số điện thoại là 0989 356 396. Rồi, các bạn xem nhớ like, subscribe bên trại chó Phú Quốc Sài Gòn nha. Rồi, cảm ơn.